aya manu hupila su yut sai paya manu hupila su yut sai pa mo ekam bo tap chi sa nat lai kem ba pa bana bo sna chu pho bu ngat kan pa pariya ve te pe nam aya manu hupila su yut sai pa khui le the mu ngai quy sala pa ti a bo chin chi ga se jeung su pa cha pa yeu hòa kan hwa tu te tu da lu tam nhìn tu te tu da pa lu li ma su ngai quy li ma pu li ma ka ga thi điểm samuda cơ chế chính sách đặc thù

tỉnh Khánh Hòa tệ tụ bước phá mạnh mẽ đi bản đồ kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ, sự duyên hải miền Trung. Sự giữ chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng cao tại đột lào và giờ sự sẽ lệ kỳ thụ lào đi. Là Hà và nào ạ dẫn đầu có du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn, môi dược tỉnh tập trung, nguồn lực, gà phát triển. Nam Bila, và tổ thủ Uni, bà giữ ngã là tỉnh Tama Đón Chệ, khi mà phải đoạt triệu lượt khách lưu trú, tàng là bạp đồ là, bà, đồ là, bà, đồ là, bà, đồ là Pajosi Seleki Thu Lawati. Tổng thu du lịch ước đạt lù, đạt lù nằm rồi bầu, sốt ra tù tư dục lù tòa tí bà rẹ, tàng xa lạp bạc lù tư dục Lawati. Hàn Quốc, Trung Quốc, kazakhstan Thái Lan, Malaysia, cô nữ thị trường khách quốc tế hàng đầu cây giáo du lịch Khánh Hòa. Với các cái nỗ lực phấn đấu và sự si giữ nỗ lực và trụ hợp phấn đấu sự gia hàng loạt vong ngạ sự kiện diễn ra, su bố phân đầu tư ngạ bà rầu, giấc sản phẩm không dư chất lượng, dịch vụ hồ rơi tùa ngạ mô nâng và thuật lọc, su công tác truyền thông quảng bá không như bố phân, xuất tiến quảng bá tâm hạp bà đà, ngạ gà ngành du lịch đón lượng khách quốc tế mai trô tín, tỉnh, bước vào giấc si đô bà chạc mong đợi. Trụ tên lũ ni ngạ bà dâu si mục tiêu để ra có lâu triệu bộ Nam Bi-la bắt tổ tụ Tam Đa Khổ Doa Pai Pa tiêu như hẹn ạ, Mụ này tru tần là nụ abitur chỉ mục tiêu đề ra như là bộ Camen hy vọng may đạt số Talo vượt ngạ hy vọng là sẽ đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Oktano ngài Juliet dự chi tiêu kinh tế tu cờ Tam Mò không tăng cao và dầu xì sẽ lệ kỳ thụ là bao ti xu tăng tòa con số tin bởi dự chung ngạc tăng trưởng GDP kaya tỉnh là nằm bí là ổn ước đạt lù, lập lúc xa rộng vào đoàn tù tí bà rạ. Tăng sắp lúc đoàn phái, tế dục lúc lâu mà đoàn tù phá giàu xe tụ thụ đoàn vào lời bí đoàn lâu. Xếp thứ đoàn làm gàm tăng hà rìa, dù dẫn đầu là vụ bác trung bộ dù dân hải <laughs> miền trung. Tăng tích ổn nhìn có mình chứng gà sở nỗ lực và tư hộ kaya chính quyền. Dù môn hợp là bộ phần khai thác tiềm năng để mạnh phát triển kinh tế xã hội. Gà biết hè có một phần tập trung thực hiện giải pháp Paya giả Tatla Kanjaman, gà sản xuất kinh doanh không dự ngã dự dự án công nghiệp bộ dược quy mô from cần đi địa, địa bàn. Gà Dravrei đưa vào vận hàng, gia tăng năng lực sản xuất, gà nền kinh tế. Gà tê đủ duy trì tăng trưởng, su phát huy, dự lợi thế kết quả đạt được Một lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm vụ trong tâm là tụ thể gian Anatrutel, ngã có gà Pipopan, xử lý Kanjaman ta bạc cả đào cả dự dự án biết anh có giải phóng mặt bằng đây anh nộp đầu tư công tính và cả thực hiện là gây an sinh xã hội chính sách tiền lương xu xây dựng sang đồ gà mà nộp cả sợ đi địa bàn tỉnh. Nam Bi Lạc và Tổ Thụ, Bù Mì Đà Đờ, Cô Sa Điểm, Sa Đà, Gà, Lạp Bụ Đời, Tâm Hà Ngạ Diệt, Tốc độ Tăng Trưởng, GDP, bộ là bộ rơi tệ độ đi đoà con số su cana xếp thứ tòa kaya làm gầm tanaria câu đề nghị là bộ rơi tập trung samoda đua bộ phần trọng điểm và tổ có khẩn trương triển khai là ghe dự chính sách bậc và việc an sinh xã hội kaya chỉ thị kaya bộ chính trị gà trang trưởng cơ bản su giữ nghị quyết nghị định kaya chính phủ là hè ngạ vô phần hỗ trợ kiểm tra giám sát mức lương cơ bản kaya giữ khu vực lao động khẩn trương nghiên cứu đảm bảo mức chi vừa có chỉ đạo cả gia chính phủ thứ tòa có vì khẩn trương chuyển dự nguồn vốn hỗ trợ Manu Kasa gà xây dựng Sa và Một tinh thần ngã có Chủ tờ Thủ tờ Rau Lê Phê Tòa Phúc Bạ có dứt điểm chương trình hỗ trợ xây dựng Sa và Hồ Kasa dù hỗ trợ Pà pakra Pà gà Manu Awe Ama Kasa giai đoạn Thủ tờ Rau Lê Phê Tòa Phúc Lê Sửa chữa nhà cho hộ cận nghèo giai đoạn 21-25. Gà biết nghe ạ, tính mẹ tiêu tụ triển khai thực hiện bùa dược hiệu quả dự nghị quyết trung ương. Triển khai những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thụ đoàn bầu Lê à. dự đơn vị địa phương thực hiện hiệu quả, kế hoạch triển khai, quy hoạch ca gia tỉnh thu hút dự án đầu tư vào dự khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án đô thị và đời nghỉ dưỡng, tạo việc làm, tăng thu ngân sách đi khu vực kinh tế vân phòng, tất cả anh hạ à hướng trụ tờ mục tiêu ngạ duy trì dù tăng trưởng đoa con số là quyết lầu dù trụ tờ là nuôi ở biệt ngạ